trải nghiệm sự đồng nhất với vũ trụ, khiến chúng ta có thể biểu hiện những ước nguyện của mình trở thành sự thật. Quốc Anh sẽ hướng dẫn các bạn một số bước thật đơn giản, giúp bạn mở lòng đón nhận trải nghiệm về sự đồng nhất với vũ trụ. Đồng nhất là trạng thái tồn tại, trong đó chúng ta cảm thấy được kết nối với toàn bộ vũ trụ. Cảm giác kết nối này có thể được trải nghiệm theo nhiều cách khác nhau đối với một số người đó là cảm giác yêu thương và từ bi đối với tất cả chúng sinh đối với những người khác đó là sự hiểu biết sâu sắc về tính liên kết của vạn vật bất kể nó được trải nghiệm như thế nào sự đồng nhất là một trạng thái mang lại hòa bình và hài hòa cho cuộc sống của chúng ta khi chúng ta được kết nối với vũ trụ theo cách này chúng ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp trong mọi vật và hướng tới việc tạo ra một thế giới tràn ngập tình yêu và ánh sáng sự đồng nhất cảm thấy như thế nào cảm giác đồng nhất khó nói thành lời đó là một trạng thái hoàn toàn hòa hợp và hòa nhập nơi không có cảm giác tách biệt giữa bản thân và thế giới xung quanh mọi thứ đều cảm thấy được kết nối và phụ thuộc lẫn nhau và có một cảm giác bình yên và hạnh phúc sâu sắc ở trạng thái này bạn có thể khai thác trí thông minh vĩ đại vượt ra ngoài tâm trí cá nhân có một cảm giác mở rộng nhận thức hiểu biết và kết nối sâu sắc với tất cả chúng sinh đồng nhất là một trạng thái của sự thống nhất và tròn vẹn tối thượng. Làm thế nào để trải nghiệm sự đồng nhất với vũ trụ? Có nhiều cách khác nhau để trải nghiệm sự đồng nhất với vũ trụ. Những người khác có thể tìm thấy cảm giác kết nối thông qua thiên nhiên hoặc bằng cách dành thời gian cho những người thân yêu. Sau đây là một số gợi ý về cách bạn có thể trải nghiệm sự đồng nhất trong cuộc sống của chính mình. Điều thứ nhất, dành thời gian cho thiên nhiên. Một trong những cách tốt nhất để cảm thấy được kết nối với vũ trụ là dành thời gian cho thiên nhiên. Có điều gì đó về sự hiện diện của cây cối, sông ngòi và núi non có thể giúp chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé trong tổng thể vạn vật. Khi chúng ta được bao quanh bởi vẻ đẹp tự nhiên, chúng ta có thể dễ dàng buông bỏ những lo lắng và chỉ đơn giản là có mặt trong thời điểm hiện tại có thể không phải lúc nào chúng ta cũng kiểm soát được những gì đang xảy ra trên thế giới này nhưng dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên có thể giúp chúng ta nhớ rằng chúng ta là một phần của điều gì đó lớn hơn nhiều so với chính chúng ta điều thứ hai giải phóng sức đề kháng sự kháng cự là thứ khiến chúng ta cảm thấy tách biệt với thế giới xung quanh đó là niềm tin rằng chúng ta không đủ tốt không thuộc về hoặc không xứng đáng với tình yêu sự kháng cự này tạo ra một rào cản giữa chúng ta và phần còn lại của thế giới ngăn cản chúng ta trải nghiệm sự đồng nhất thực sự mà chúng ta đang có để kết nối với vũ trụ trước tiên chúng ta phải buông bỏ lực cản này chúng ta có thể làm điều này bằng cách thực hành yêu bản thân và chấp nhận thay vì phán xét hoặc chống lại cảm xúc của bạn hãy đơn giản quan sát chúng với sự tò mò và vô tư hãy cho phép bản thân cảm nhận cả những cảm xúc tích cực và tiêu cực nảy sinh mà không có sự ràng buộc hay phán xét bằng cách giải phóng sự kháng cự theo cách này bạn có thể mở ra cho mình những cấp độ hiểu biết và sáng suốt mới khi bạn từ bỏ nhu cầu kiểm soát trải nghiệm của mình, bạn sẽ thấy mình kết nối nhiều hơn với dòng chảy của vũ trụ. Điều thứ ba, kết nối với hơi thở của bạn. Khi chú ý đến hơi thở của mình, chúng ta có thể tiếp xúc với nhịp điệu của chính mình và nhịp điệu của thế giới xung quanh. Chúng ta có thể sử dụng hơi thở của mình để làm dịu và tập trung tâm trí và tiếp thêm năng lượng và truyền cảm hứng cho bản thân mình. Chỉ cần ý thức được hơi thở của mình, chúng ta có thể bắt đầu cảm nhận được mối liên hệ sâu sắc hơn với tất cả những gì đang tồn tại. Hãy tìm một nơi thoải mái để ngồi hoặc nằm xuống và chỉ cần quan sát hơi thở của bạn khi nó đi vào và thở ra. Chú ý đến sự lên xuống của ngực, chuyển động của da dày và cảm giác không khí di chuyển qua mũi và miệng của bạn. Hãy để những suy nghĩ của bạn đến và đi mà không cần phán xét và chỉ cần hướng sự chú ý của bạn trở lại hơi thở của bạn bất cứ khi nào bạn thấy tâm trí mình đang lang thang. Điều thứ tư, thực tập chánh niệm. Khi chúng ta sống trong chánh niệm, chúng ta hoàn toàn có mặt trong thời điểm hiện tại, không phán xét hay dính mắc điều này cho phép chúng ta nhìn mọi thứ như thực tế của chúng mà không cần bộ lọc của những thành kiến và giả định của chính chúng ta khi nhận thức rõ hơn về những suy nghĩ và cảm xúc của mình chúng ta cũng có thể bắt đầu buông bỏ chúng điều này giải phóng chúng ta khỏi những giới hạn của bản thân mình thay vào đó chúng ta bắt đầu đồng nhất với thế giới rộng lớn hơn xung quanh mình trải nghiệm cảm giác thống nhất với tất cả những gì tồn tại chúng ta vẫn có thể là những cá nhân đồng thời cảm thấy được kết nối với thế giới rộng lớn hơn. Điều thứ năm, lắng nghe trái tim của bạn. Trái tim của chúng ta là cửa ngõ dẫn đến trực giác của chúng ta. Đó là ngôn ngữ của tâm hồn. Khi chúng ta lắng nghe trái tim mình, chúng ta có thể kết nối với bản thân cao nhất của mình và trí tuệ của vũ trụ. Sự hướng dẫn bên trong này có thể đưa chúng ta đến những cấp độ hiểu biết và nhận thức mới. Đồng thời có thể giúp chúng ta sống một cuộc sống đích thực và viên mãn hơn. Để kết nối với trái tim của bạn, chỉ cần dành một vài phút để ngồi yên lặng và tập trung sự chú ý vào ngực của bạn. Cảm nhận nhịp đập của trái tim bạn và để tâm trí bạn trở nên tĩnh lặng. Sau đó chỉ cần hỏi trái tim của bạn để được hướng dẫn và lắng nghe câu trả lời bạn có thể nhận được hướng dẫn dưới dạng suy nghĩ cảm giác hoặc hình ảnh hãy tin tưởng bất cứ điều gì đến với bạn và làm theo sự hướng dẫn của trái tim bạn điều thứ sáu kết nối với cơ thể của bạn cơ thể là ngôi đền của linh hồn và chính nhờ cơ thể mà chúng ta trải nghiệm thế giới để thực sự kết nối với vũ trụ Trước tiên chúng ta phải kết nối với cơ thể của chính mình. Thông qua các thực hành như là yoga, thiền định, chúng ta có thể học cách làm dịu tâm trí và kết nối với trí tuệ của cơ thể. Chúng ta có thể phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân mình và vị trí của mình trên thế giới bằng cách điều chỉnh các cảm giác cơ thể của mình. Khi chúng ta kết nối với cơ thể mình, chúng ta mở ra cho mình một mối liên hệ sâu sắc hơn với vũ trụ khi chúng ta cảm thấy bị ngắt kết nối với vũ trụ chúng ta thường tập trung vào bản thân cá nhân của mình chúng ta bị cuốn vào cuộc sống và những vấn đề của chính mình đến nỗi chúng ta quên rằng mình là một phần của điều gì đó lớn hơn nhiều chìa khóa để trải nghiệm sự đồng nhất là chuyển sự tập trung của bạn từ bản thân cá nhân sang toàn thể tập thể bắt đầu bằng cách thừa nhận tính liên kết của tất cả mọi thứ nhận ra rằng mọi thứ trong vũ trụ đều được kết nối với tất cả chúng ta và tất cả chúng ta đều là một phần của cùng một tổng thể từ chỗ hiểu biết này hãy bắt đầu mở lòng với thế giới xung quanh cho phép bản thân cảm nhận tình yêu và lòng trắc ẩn dành cho bạn khi bạn làm như vậy bạn sẽ bắt đầu cảm thấy một cảm giác kết nối sâu sắc với tất cả chúng sinh đây là kinh nghiệm của sự đồng nhất đồng nhất là một trạng thái có sẵn cho tất cả chúng ta đó là một trạng thái của tình yêu sự hiểu biết và kết nối khi chúng ta có thể chạm vào trạng thái này chúng ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp trong mọi vật và hướng tới việc tạo ra một thế giới tràn ngập tình yêu và ánh sáng thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.